Top 5 sản phẩm bán chạy nhất Taobao. Được thành lập từ năm 2003 đến nay, Taobao đã trở thành một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc và được nhiều người mua hàng quốc tế biết đến. Hàng trên Taobao đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, kiểu dáng. Hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý. Do vậy khi nói đến shopping online thì đây luôn là cái tên được mọi người yêu thích và lựa chọn. Có bao giờ bạn thử nghĩ rằng mặt hàng bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử lớn bậc nhất Trung Quốc này là gì chưa? 1. Mỹ phẩm, đồ trang điểm. Không có gì ngạc nhiên khi đứng đầu danh sách này lại là đồ trang điểm cả. Từ xưa đến nay, con người ta luôn có nhu cầu làm đẹp cho bản thân, đặc biệt là với sự phát triển ngày càng cao của xã hội. Có thể thấy rằng, hiện nay không chỉ phái nữ mới có nhu cầu làm đẹp cho bản thân mà cả phái nam cũng vậy, chính đó là một trong những yếu tố thúc đẩy tiêu dùng ngành hàng này. Ngoài ra, các loại mỹ phẩm cũng như kem dưỡng da là những vật dụng được dùng hàng ngày. Nếu bạn ưa thích sản phẩm của một hãng mỹ phẩm nào đó thì khi dùng hết chắc chắn bạn sẽ có nhu cầu mua tiếp. Với những ưu điểm về lượng tiêu thụ lớn và tỷ lệ khách quay lại cao, mặt hàng đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi, độ phân loại thấp, đặc biệt không bị ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đã góp phần đưa mỹ phẩm và đồ trang điểm trở thành ngành hàng có lượng tiêu thụ lớn nhất Taobao. 2. Giày thời trang nữ. Tương tự như là đồ trang điểm thì mặt hàng này cũng có những ưu điểm nhất định giúp nó vươn lên trở thành ngành hàng có lượng tiêu thụ lớn. Phải kể đến đầu tiên là nhóm người tiêu dùng lớn cùng với nhu cầu cao, mẫu mã đa dạng và không bị hạn chế về vấn đề vận chuyển đến tay người tiêu dùng. 3. Đồ dùng điện tử. Cùng với lợi thế về nhu cầu và nhóm người tiêu dùng lớn thì một trong những yếu tố khiến cho sản lượng tiêu thụ của mặt hàng này tăng cao chính là lợi thế về giá cả. Hầu hết các sản phẩm trên Taobao đều thấp hơn so với những sản phẩm cùng loại tại các cửa hàng từ 5-15%. Ngoài ra khi mua hàng trên đây, khách hàng còn có thể áp phiếu giảm giá hay hưởng chiết khấu ưu đãi từ shop. 4. Nhu yếu phẩm, đồ dùng gia dụng hàng ngày. Đây là những món đồ thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt với những cặp vợ chồng hay bạn trẻ chuyển gia ở riêng, đi làm đi học thì việc mua sắm những vật dụng này là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, các sản phẩm gia dụng trên đây còn có lợi thế lớn về giá cả, vậy không có lý do gì mà các bà nội trợ lại không shopping online Taobao. 5. Túi xách nữ. Mỗi người con gái ít nhất cũng phải có 2-3 chiếc túi khác nhau cho riêng mình. Đi học thì có ba lô, lên đại học thì còn dùng thêm loại túi xách đeo vai khổ lớn, rồi ví tiền, túi xây xích, túi mini, túi đeo chéo. Đủ các thể loại khác nhau. Hơn nữa, một mẫu túi đẹp thu hút được khách hàng mà không bị ảnh hưởng bởi kích thước so với giày dép. Vì vậy mà số lượng túi xách bán ra hàng năm là một con số không hề nhỏ. Nắm được nhu cầu của người tiêu dùng chính là chìa khóa vàng quan trọng trong việc định hướng kế hoạch, sản phẩm kinh doanh. Hy vọng video này có thể giúp ích các bạn đang có ý định kinh doanh hàng Taobao.